Đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm được một sợi dây trang trí hình quả cảnh màu xanh và cái phần màu đỏ như này. Và mình sẽ kết hợp thêm một cái bông hoa để mình dán vào giữa cái phần quạt màu xanh như thế này nhé. Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn thực hiện cách để làm một cái sợi dây trang trí ngày Tết có hình một chiếc quạt này và cộng thêm một cái hình tròn ở bên dưới nhé. Thì đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái cuộn dây như thế này để lát nữa mình sẽ làm cái phần dây mình trang trí lên cái hình của mình. Tiếp theo là mình sẽ có một chiếc kéo này, mình sử dụng thêm súng bắn keo nhé các bạn. Và ở đây thì mình có 3 màu sắc chủ đạo để làm cái hình này. Thì đầu tiên là mình sẽ có cái phần màu xanh để mình sẽ làm cái phần hình quạt ở bên trên này. Tiếp theo là màu hồng để mình sẽ làm cái có cái phần bông hoa ở bên trên của cái hình chiếc quạt màu xanh này, và mình sẽ có màu đỏ để mình sẽ làm cái phần hình tròn ở bên dưới. Thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình cả thêm một chiếc compa nữa nhé, thì lát nữa mình sẽ quay hình vuông nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cách để làm cái dây trang trí này. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái tờ giấy màu xanh A4 này trước này, để mình sẽ gập nó lại trước để mình sẽ làm nó là cái phần trên đầu tiên nhé. Các bạn gập nó vào giống như là các bạn gập theo cái hình chiếc quạt thôi. Đây, các bạn sẽ nhìn cái cách mà mình gập nhé. Đây, cách gập thì rất là đơn giản thôi. Các bạn cứ gập đôi nó lên trên là được. Gập đôi cái tờ giấy này lên cho mình là được, để tạo thành những cái đường kẻ ngang. Đây, các bạn gập lên đây như thế này. Rồi sau đó thì mình sẽ mở ra và mình sẽ gập cho nó những cái này nó tạo thành những cái phần giống như là cái chiếc quạt của mình. Đây, các bạn sẽ gập vào này. Khi mình đã có những cái đường kẻ rồi thì khi mình gập vào thì nó rất là nhanh đấy các bạn chỉ việc gập theo cái phần đường kẻ ngang thôi. Đây, các bạn gập xuống như này. Rồi, và bước tiếp theo nhé các bạn, là các bạn sẽ gập đôi nó lên giúp mình luôn nhé. Các bạn sẽ gập đôi nó lên luôn này. Đây, thì đây sẽ là mình sẽ làm cái phần dây quạt ở trên đầu tiên của cái hình này. Đây, mình sẽ có cái phần này, sẽ là cái phần dây bên trên này. Tiếp theo nhé các bạn, thì mình sẽ đi mình lấy cái phần dây luôn nha. Mình sẽ lấy cái phần dây này luôn để mình làm cái phần dây treo luôn nhé. Các bạn lấy một đoạn dây này cho mình và các bạn sẽ đo nhé. Cái phần này thì các bạn sẽ buộc phần trên này. Các bạn sẽ buộc cái phần trên này, các bạn buộc thắt nút vào cho mình. Đây nha. Các bạn thắt nút cái phần đầu nó vào như thế này. Thắt nút phần đầu vào cho mình. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ cắt một đoạn dây cũng khá là dài nha các bạn. Ví dụ mình để cái phần dây của mình đây, thì cái dây bên dưới nó sẽ dài khoảng tầm này nhé. Đây, ngắn hơn một tí đi. Đây, đến đây thôi. Sau đó thì các bạn sẽ cuộn cái phần dây này vào và các bạn sẽ để sang một bên. Tiếp tục thì mình sẽ đi dán cái phần dây này. Mình dán vào giữa của cái phần chiếc quạt này nhé, cái hình quạt này. Các bạn dán keo vào đây này. Rồi, sau đó các bạn sẽ dán cái phần này vào. Ok, và sau đó thì mình sẽ cho cái phần dây này. Đây, mình sẽ dán cái phần dây này vào đây nhé. Sau đó mình cũng sẽ dán keo vào nha các bạn. Dán keo để cố định cái phần này vào lại. Đây, các bạn có thể giữ cái phần này vào trong này. Đây, như vậy là mình sẽ có một cái phần sợi dây nó thỏ bên trên lên như này. Để lát nữa mình sẽ có thể cầm cái phần dây này để mình treo cái hình này lên nhé. Bước tiếp theo là mình sẽ đi mình cắt cái bông hoa nhé. Cắt cái bông hoa thì mình sẽ để vào giữa của cái phần chiếc quạt này. Thì các bạn sẽ cắt cho mình một bông hoa màu hồng. Đây, bông hoa màu hồng như thế này là vừa nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể cắt to hơn, cắt nhỏ hơn thì đó là tùy các bạn nhé. Đây là mình sẽ cắt một bông hoa mình cảm thấy nó vừa đủ với cái phần hình này là được. Đây, mình sẽ cắt nó ra như này. Gập vào này. Rồi sau thì mình sẽ cắt tiếp nó ra nhé. Cắt nó ra để tạo thành cái phần cánh hoa như này nha. Rồi, mình sẽ mở nó ra như này. Và sau đó mình sẽ dán cái phần bông hoa này, mình dán lên trên cái phần giữa của cái chiếc quạt này nha các bạn. Đây, mình sẽ dán vào giữa của cái chiếc quạt như thế này. Các bạn dán keo vào đây giúp mình.
dán vào giữa của cái chiếc quần này nhé. Đấy.